Yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình nhé. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi với tướng Lena của Vũ Hồ để có thể là chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm của mình khi chơi với tướng này nhé. Nào, bây giờ cùng nhau bắt đầu cuộc chơi với mình thôi. Ok, và trong trận đấu ngày hôm nay trang bị mình sử dụng đó chính là bộ trang bị song kiếm với hai món đồ chính, đó chính là thập tự kiếm và gươm tận thế nhé. Còn phù hiệu mình sử dụng đi cùng với cả bộ trang bị này đó chính là ma chú. Và trang bị với cả phù hiệu như thế nào thì mình sẽ để dưới góc màn hình để cho mọi người có thể theo dõi và đặt cọc theo nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua về lối chơi của bộ trang bị này. Trang bị này mình gọi đó là chuẩn một cố sát thủ vì bạn sẽ chơi phong cách giống như một sát thủ thực sự luôn. Các bạn phải núp bụi rất là nhiều và mình đề cao dạng cáo hơn là dạng người với bộ trang bị này nhá. Ở dạng cáo, người cố gắng núp bụi thật là nhiều cho mình, núp bụi chờ sau đó là bắt chủ lực team nó, chứ không nên là lao lên trước nhá, để cho team mình lên trước để cho thể là kéo cái bọn tanker ra đỡ đòn cái đã, rồi sau đó mình lao vào hòa cáo với qua lớp tiền vệ, sau đó là hạ gục mấy cái bọn pháp sư xạ thủ phía đằng sau nhá, đó là những tướng thủ chủ lực team nó ấy. Hoặc là một sau này bạn cũng có thể là đi lẻ ra cũng được, đi lẻ ra với team chơi được kiểu phong cách 4-1 để là một mình đi ra để trụ và đi lẻ ra và sau đó là tìm cơ hội thể lấy vòng ra đằng sau bắt chủ lực team nó nhá. Ok, và thực sự là team bên kia khá là căng trong khoảng là đầu game thêm ra đẩy trụ các thứ, bây giờ cả team nó tụ tập hết vào đây này, mình cũng không làm gì được đâu, nãy mình chạy được ra khỏi cái giao tranh là ngon lắm rồi. Khổ thân ghê, đi xuống cái này check xem biết đâu lại Zevit ăn mất cái bùa thì toàn à, không là không ăn bùa. Ok rồi, đi về đấy thôi, thì về farm lính tiếp. Lina với thằng pháp sư phụ thuộc vào trang bị rất là nhiều, mọi người cố gắng là ăn lính mít các thứ rồi xong hãng là đi gánh sau nhá. Ok, không ăn được mạng, còn một phát nữa thôi là ăn được mạng rồi nhưng mà nó chạy mất. Thôi về đi, về đi, về về. Cấu rỉa này, chiêu 2, chiêu 1. Ok, tôi cấu rỉa như vậy thôi. Trước khi có lời bốn lên là rất là yếu, ném chiêu không được thấm cho lắm đâu, mọi người cẩn thận khi ở giai đoạn này nhá. Cố gắng đứng thấp một chút thôi. Trận này team mình hơi thọt đây, sẽ rất là khó chơi. Khổ thần Vina bắt đầu tức lên rồi kìa. Vì là ban nãy là rừng không có lên giao tranh, lại cứ ở lì bên dưới ăn lính các thứ, xong cuối cùng thế là không có lên giao tranh được và team mình Mina bị chết. Khổ thần ghê. Đi xuống này cấu rỉa thôi nào. Chiêu 2 cho 1. Chạy mất rồi kìa. Mình đã có chiêu cuối rồi này. Nếu mà có chiêu cuối này mọi người có thể đi đường sông an toàn hơn. Và mọi khi trước khi có level 4 ấy, các bạn đi đường sông cố gắng là có team đi cùng với hạng đi nhá, chứ nếu không là nên đi dạo vòng xuống dưới, đi đường dưới con có cái bùa ấy thì sẽ an toàn hơn. Chứ trận này có khi gặp Zephyr thì mình cũng bị nó hành cái sấp mặt ấy. Ok rồi, cấu rỉa cứ bình thường, bình tĩnh thôi. Cấu rỉa này, cấu rỉa này, có mà hai đứa luôn đó, vòng ra phía sau hạ cục mấy cái phía chủ lực đằng sau. Trận này thêm có thêm ít máu nữa. Bình tĩnh nhá. Lướt chiêu 2, nhảy nước đạn, nhảy chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1, chỉ cần thêm với chiêu 1 thôi, chiêu 2 để dành, biết đâu có đứa nào ra ganh thì toang. À đây, có Karisi thì nó kìa, chạy thôi. Ô, nó dồn đến nơi rồi kìa, sự tốc hành luôn. Chiêu 2 này, rồi té. Quả đấy mình thực sự là mình có thể quay trở lại giết được Karisi, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà mình chỉ có thể né được cái chiêu 2 với cả cái chiêu 1 của nó thôi, còn cái quả chiêu cuối thì thôi lại toang ngay đấy. Thế là mình không có mạo hiểm. Và đầu game mọi người cũng không nên mạo hiểm nhiều đâu nhá, vì đây là đầu game không có mạnh lắm. Mọi người cố gắng là bình tĩnh chờ cho team mình lên cấu rỉa trước, sau đó mình lao vào thôi nếu mà chơi với trang bị này. Còn nếu như bạn chơi được kiểu cấu rỉa, sử dụng đó chính là bộ trang bị triệu bùng nổ với cả gươm tận thế, thì mọi người cố gắng là đứng ra phía đằng sau này, sau đó là ném chiêu cấu rỉa rồi nhá. Ném chiêu cấu rỉa vào team địch để có thể là cấu rỉa cho team nó bớt máu đi, rồi mình hãng lao vào. Lại có mạng này, lướt cho 2, khó bùa luôn đấy chứ. 4-0-1 rồi, quá là ngon đi mà. Trận này đầu game team mình kia khá là căng, nhưng mà vì bắt đầu về giai đoạn này là mình lại hành ngược lại rồi. Cố gắng giữ phong độ như vậy. Lê xin kia đi ganh. Trên này có mỗi mắc thôi, mắc bây giờ cũng không mạnh lắm đâu. Cấu gì này, ôi chạy mất rồi kìa. Cáo chơi 1, lướt chơi 2, có mạng luôn, không cần nhả linh đạn. Dừng tìm nó không ở đây, nếu không mình nhả linh đạn mà nó dừng tìm nó. Ok, về lình mít thôi nào, lình mít vừa, ôi thên. Lại còn Zephyr nữa kìa, thôi chạy, ui. Karisi, may quá nó không ném choáng vào người mình. Nếu không khéo mình cũng toang đấy, chứ không phải là dừng tim mình toang đâu. Xạ
chủ các thứ lên đến nơi rồi, nhưng mà team mình hết giao tranh thì còn đâu, lại còn ăn hết cả lính nữa chứ. Và những trường hợp mà bạn mình mất hết lính như thế này, các bạn cố gắng là đi về cái đường mà cái đứa mà ăn lính của mình ấy để farm bù lại nhá. Nếu mà rừng thì các bạn có thể đi ra farm chung với cả rừng ăn mấy con quái nhỏ nhỏ. Còn nếu xạ thủ thì mình đi xuống dưới này ăn lính thôi, hay là top cũng ăn lính thôi, chỉ trường hợp với có support. Là support thì mình sẽ phải ăn gì luôn. Có là buồn đi mà. Nhưng mà thường thì support cũng không hit quá là nhiều kinh nghiệm với cả vàng của mình, gần như là không hit luôn. Sao cũng được. Nhưng mà vì mình thích cái cảm giác mình là người giết được lính ấy, là thích dã man. Ok rồi, đã lộ tầm nhìn và đi xuống dưới này thấp thấp thôi. Lộ tầm nhìn bị mắc nó xưng trước cuối lộ tầm nhìn thế này là cũng hơi nguy hiểm đấy. Đây, ui, mình ăn phút được hỏa rất là ngon luôn này. Ok, rất là nhanh, trong thoáng chốc mình đã ăn được hai bọn kia luôn rồi, không kịp trở tay. Mina cô nhận rằng Mina hay, Mina ngon. Và đây có bùa xanh luôn này. Chưa cuối, chưa 2, chưa 1. Nhưng mà lại không đến bước được mình ăn mất cái bùa chứ, cay thật. Ok, ta có được cái bộ trang bị đó chính là cái xuyên tâm lệnh. Và trong trường hợp mà team mình nó hồi quá nhiều máu thì các bạn bỏ xuyên tâm lệnh đi và lên sách truy hồn cho mình nhá. Rồi sau đó sử dụng thay quyền trợ Rhea bằng cái gì nhỉ? Cái trợ hỗn mang để có thể lấy được xuyên giáp phép. Nói chung là tùy tình huống khác nhau, còn bình thường mình thích chơi kiểu như thế này hơn. Cái bộ trang bị bên dưới mình đang để dưới có màn hình ấy. Trận này mà thua nữa thì thôi, vứt luôn. Mong là về cuối game Butterfly đâu có đồ rồi có thể là cái được. Chứ mình chỉ sợ là team mình kia có thê này với cả vị tướng Zephyr là sẽ lên kháng phép thì coi như mình sẽ hơi phế một chút đấy. Mắc nữa kìa, team là toàn đứa trâu. Có mạng không? Có mạng ngay cho mình. Trận này có mình đi đến đâu tàn sát đến đấy. Chơi bộ trang bị sát thủ rất là sướng. Thứ nhất là các bạn có thể tốc chạy này, chạy rất là nhanh. Thứ hai là có một chút tốc đánh này, tức là cào đánh thường cũng rất là sướng này. Thứ ba là sốc đem sau khi bạn sử dụng chiêu sẽ được tăng thêm công phép. Ok, có mạng luôn. Mình lướt qua đời nhau. xanh lẹt luôn rồi. Không sợ một ai đâu, chỉ sợ bị ăn choáng thôi. Xạ thủ team nó này, chiêu cuối. Chạy đi đâu đánh thường. Có nội tại mà, làm sao mà chạy được. Nội tại từ cái bùa đỏ ấy. Mình sẽ đứng đây, sau đi nó đi qua. Không có xạ thủ hay là rừng gì thì nó đi qua nhỉ. Không được để lộ mình đang ở đây, chứ nếu không mà nó không vào đâu. Xe fit kiểu nó cũng kiểu nó không đi vào một cái bụi kìa. Buồn ghê á. Không, mình ăn được mạng Zephyr rồi. Lấy xe này gấp, lấy xe này gấp hỗ trợ luôn. Thì nó đâu rồi. Làm choáng, lao vào, cao chiêu 1. Được bạn nào không? Không được bạn nào. Quá là buồn đi mà. Về người này, có gì với chiêu 2, chiêu 1. Nhưng mà mỗi tội xả tới tầm ấy. Ta xin cái trụ, không ăn được mạng thì sao mình xin cái trụ vậy. Ok rồi. Ôi con này, xạ thủ vào sâu thế. Sâu quá không có rút ra được. Khổ thân xạ thủ. Cấu diện này. Hình như là team bên kia bắt đầu mà nó cũng lên kháng phép rồi ấy. Mình ném chiêu không có thấm. Vậy mắc dồn theo à? Thanh tẩy. Phá bên người thôi rồi chạy. À đây, xem lại có giao trách này. Team là không dồn mình nữa. Mồi, lại một pha hút rất là đẹp mọi người ạ. Mina trở này rất là hay. Hai mạng cho mình, không ăn được mạng thứ ba thôi. Cấu gì ở này. Đi về thôi, đổ máu rồi. Không nên lên nữa. Sau mình xin con bùa nhá. Liền có bùa xanh chơi rất là sướng đấy. Còn này Butterfly, công nhận là về cuối game bắt đầu có đồ vét được. Team mình kia có bị mình hành cho từ đầu game nên khá là yếu nữa. Từ từ, Zephyr. Cấu diện này, lao vào, cao, xạ thủ. Xạ thủ không chết nhưng mình ăn được mạng của Zephyr. Ui, chạy, 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 chạy,
Đùa. Mình bấm có chậm một tí đấy mọi người ạ. Nếu không là có đấy mình bấm chiêu cuối, hóa về người, sau đó là cấu rìa với chiêu đầu và chiêu thứ hai đã ăn được mạng. Tiếc quá. Có đấy khá là tiếc. Mình bấm sớm một tí nữa thôi là được. Thế không sao, trận này là không được bất tử rồi. Trận này mất zin rồi. Có lẽ buồn đi mà. Cố lên Zephyr, Butterfly liệu có ăn được không? Vẫn ăn được này. Còn vị tướng thê nữa, vẫn ăn được. Có sát thương chuẩn mà lo gì. À mùa sau đến lượt Irie nữa. Irie được tăng được sát thương chuẩn các thứ lướt đến 7 lần liền. Nếu mà biết chơi. Xong kiểu thôi, lại có bạn tù mới với cả Aleister rồi. Hey Butterfly, Butterfly vào trong ngục. Xong bây giờ lượt là Irie vào ngục nốt. Chắc là muốn chơi lại phải ra đối thường đó mọi người ạ. Vì tướng Irie ấy. Huyền thoại cho Butterfly. Ôi toàn nhờ thì mình ra thôi. Ok, ui. Nhà lấy đạn. Nhà chiếc cuối, nềm chiều ơi, chiều ơi. Ui không chết kìa, đánh thường gấp. Ok, có bạn luôn rồi, chạy. Ui chạy, vẫn chạy kịp, còn một xíu máu mọi người ạ. Trời ơi, số tuy đỏ quá. Tưởng quả đấy lại chết nữa. Bảo là bắt đầu lên kháng phép rồi, thành ra là mình ném chiêu không có thấm như ban đầu. Nhưng mà may là cái bộ trang bị này đánh thường rất là ngon đấy. Mọi người cố gắng đánh thường thật là nhiều cho mình nhé. Đánh thường rất là thấm đấy. Để trận này luôn biết đâu lại thắng luôn bây giờ. Thì mình kia chắc chắn được đâu. Còn mình chỉ nên từ bóng bên ngoài, cấu rẻ vào bên trong. Ủa chết rồi. Thêm nó được dựng cho cuối nhá. Vẫn có mạng của thêm này. Ủa mình không lao vào được. Cấu rẻ từ xa thôi. Ok, win chắc rồi. Mắc này. Có. Máy quá tưởng được người chết nữa. Ok, win rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Thứ hay cho mình xin một like, subscribe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye.